Như đã thông báo, căn nhà này của anh đã được bán đi. Từ ngày mai, nó sẽ được giao bán và tôi có thể dẫn khách đến xem bất cứ lúc nào cần thiết. Vì vậy, tôi hy vọng là anh sẽ thỏa thuận đúng như trong hợp đồng, sẽ dọn đi trong ngày hôm nay. Tôi biết rồi. Thôi tôi về đây. Long, công ty Vivu của tôi đề xuất vào tháng trước, ông thấy thế nào? Tôi nghĩ lần này chúng ta đầu tư vào dự án, tôi nghĩ thành công đấy. Vốn đầu tư vào quá cao, thế cho nên là tôi hơi do dự. Nếu như phán đoán sai, công ty chúng ta sẽ gặp vấn đề rất lớn đấy. Mà ông biết rồi đấy, tình hình FVM hiện tại. Thế cho nên đấy, tôi mới khuyên ông đầu tư vào dự án lần này. Chỉ còn cách này mới cứu được công ty thôi. Tôi đảm bảo sẽ thành công mà. Thế có gì để tôi xét lại nhá. Thôi, tôi ra ngoài nhá. Này, ông bị sao đấy? Tôi thấy khó thở quá. Ui sao? Tôi không ổn. Nhưng mà sắp đến giờ ký hợp đồng rồi, còn một tiếng nữa thôi đấy. Hôm nay ông phải đi ký thay tôi rồi. Nhớ xem xét kỹ lưỡng trước khi chuyển vốn vào cho họ nhá. Được rồi, thế tôi bảo thư ký đưa ông đi bệnh viện nhá. Nhá, được rồi. Sao ông ngất lên đây? Mà cô có cẩn thận không đấy? Anh yên tâm, tôi đã trộn bột đậu phộng và thức ăn của anh ta lúc trưa rồi. Đủ để anh ta không đủ sức để đi gặp đối tác lát nữa đâu. Thôi rồi, bây giờ cô đưa anh ta đi bệnh viện, còn mọi chuyện để tôi lo nhá. Bạn bè bao nhiêu năm, thế mà nó lại lừa mình, lấy hết tiền của công ty, chuyển sang một công ty ma, rồi tự nó chiếm dụng hết số tiền đấy. Bố mẹ mà biết chắc thất vọng về mình lắm đấy. Giờ mình phải làm sao đây? Tại sao lại không có ai ra mở cửa cho mình nhỉ? Rõ ràng là hẹn mình tới đây. Mất 45 phút mới đến được đây. Bây giờ mình không thể nào mà về tay không như được. Phải làm sao bây giờ ta? Ôi, cửa không khóa à? Thế thì bây giờ mình đi vào trong có được không ta? Chắc là sẽ chẳng có ai báo công an là mình xâm nhập bất hợp pháp đâu nhỉ. Dù sao thì mình cũng chỉ giao hàng thôi mà. Alo. Alo alo. Có ai ở nhà không ạ? À, tôi là người ở tiệm giặt ủi đến đây. Có ai ở nhà không ạ? Này, tôi đi vào nhá. Alo, người ta chuẩn bị đi vào này. Đang đi vào này. Đi vào ạ. Dạ. Này anh gì ơi, anh
anh mau tỉnh dậy đi chứ. Trời đất ơi, tôi bảo anh còn chưa trả tiền giật ủi cho tôi đâu, anh không thể nào mà chết như thế này được. Đàn ông đàn an cái gì, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ giải quyết, tại sao lại tìm đến cái chết như thế này được. Đúng là to cao lực lưỡng như thế này mà chết oan uổng thật đấy. Này anh gì ơi, anh tỉnh dậy đi, đừng có mà như thế chứ. Thôi không xong rồi. Mình mà cứ ngồi như thế này thì cũng không phải là cách, phải nghĩ ra cái gì đây mới được. Đây, cô làm gì đấy? Mà cô là ai? Ôi, may thật đấy, anh tỉnh lại rồi này. Cô là ai? Tôi là ai không có quan trọng. Quan trọng ý là vừa rồi tôi vừa cứu anh đấy. Cô cứu tôi? Tôi làm cái gì mà cô cứu tôi? Thì anh nằm bất tỉnh như thế, tôi có lay hay là gọi mãi anh cũng không chịu dậy. Trên bàn ý thì thuốc rơi vãi đầy ra. Như thế không phải chuyện kia thì là chuyện gì nữa. Cả tháng nay tôi đi làm bận bịu, không ngủ được một ngày nào cả. Tôi uống vài viên an thần để cố ngủ cho sâu, vậy mà cô cho cả cúng nước vào mặt tôi đấy. À thì làm sao mà tôi biết được cơ chứ. Ai bảo anh, tôi á, gọi anh ngoài kia bấm chuông bao nhiêu lần, xe gõ cửa rầm rầm, rồi á, hét khô cả họng đi, anh cũng có dậy đâu. Tôi lay anh biết bao nhiêu lần nữa. Như thế thì tôi biết phải làm sao được. Chẳng nhẽ tôi cứ để anh nằm đây à? Rồi nhỡ may mà anh xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao. Cả tháng nay tôi không được ngủ, tôi uống mấy viên an thần này vào để cố cho mình một giấc ngủ sâu. Mở mắt ra chưa kịp định hình chuyện gì, cả một cốc nước bay thẳng vào mặt tôi. Chả hiểu cô làm thế để làm gì luôn đấy. Thì là tại tôi hết được chưa? Là do tôi vô duyên vô cớ tự nhiên xông thẳng vào nhà anh. Xong rồi cũng là tại tôi hất nước vào mặt anh. Tôi tài lanh lanh chanh nên là mới khiến anh như thế. Thôi nói chung là chuyện đấy bỏ qua đi. Bây giờ anh mau trả tiền giặt ủi cho tôi, hết 350.000. Ôi, tôi... Nhưng mà bây giờ tôi không có tiền. Cái gì? Anh có đùa với tôi không đấy? Anh có biết là tôi đã mất 45 phút đi xe để đến đây, rồi á, phải cầm cái này cực khổ như thế nào để cho nó thẳng phẳng phiu rồi gửi nó cho anh. Bây giờ anh lại bảo tôi là không có tiền là như nào? Thì... Thôi bây giờ thế này, cô xem trong căn nhà của tôi ấy, có cái gì đáng giá thì cô cứ lấy đi. À không, đây, cô cầm tạm chiếc áo vest này của tôi đi. Hàng này hàng thiết kế, lúc tôi may là đắt lắm đấy. Anh có bị làm sao không đấy? Bây giờ ấy, tôi cầm áo vest của anh thì được cái gì cơ chứ? Tôi thì cũng chưa có chồng hay là người thân là đàn ông. Tôi cầm về để làm gì? Chẳng nhẽ tôi cầm về để mà đi giặt ủi mỗi ngày à? Thế thì thôi, không mặc thì nó cũng phí. Không, đây đây. Nếu không ý, thì để tôi đem đi bán đồ sida. Dù sao thì cũng được một chút ít, vứt đi thì phí lắm. Tùy cô. Nhưng mà tôi bảo này, nhà của anh to như thế này, thế mà anh không có 350.000 để mà trả, anh lừa tôi không đấy? Bây giờ tôi trắng tay rồi, tôi mất hết rồi, công ty của tôi cũng đi luôn rồi. Công ty của anh bị phá sản á? Ê, chuyện có thật không vậy? Đừng có vì có mỗi 350.000 mà chủ yếu công ty của mình như thế nhá, không tốt đâu. Tôi nói dối cô làm gì? Cũng là do tôi thôi. Tin tưởng những người đáng lẽ ra mình không nên tin cơ. Thôi không sao đâu, chuyện đấy tôi cũng thấy nhiều rồi, anh đừng có buồn nữa. Bây giờ con người là con của, anh cứ cố gắng lên, biết đâu sau này anh lại có thể làm giàu nữa thì làm sao. Không dễ như vậy đâu cô ạ. Thế anh bị lừa như thế nào đấy? Với cả anh bị ai lừa mà ra nông nỗi như thế này? Bạn thân cùng thư ký của tôi, họ đã xúi giục tôi ký vào một cái hợp đồng mạo hiểm. Nếu như thành công ấy thì công ty của tôi sẽ vượt qua thời gian khó khăn, còn nếu thất bại thì tôi mất trắng. Nhưng mà thật chất ấy là chẳng có hợp đồng nào cả, chỉ là do bọn họ tự dựng lên rồi sau đó chuyển tiền vốn của công ty tôi vào tài khoản riêng. Công ty của tôi lúc đấy đang gấp gáp cần phải bán ngay, thế là họ đứng ra mua trắng công ty của tôi, danh chính ngôn thuận,
tôi bị mất trắng công ty luôn. Hóa ra là như thế à? Cô không bất ngờ à? Tôi thấy mấy cái chuyện này nhiều ấy, nên là cũng thành quen rồi. Thế tiếp theo anh tính làm gì? Tôi chẳng biết nữa. Trên người tôi đây, bây giờ làm gì còn tài sản gì? Chắc là tìm chỗ ở và tìm công việc gì để kiếm cơm thôi. Thôi được rồi, bây giờ như này nhá, nếu mà anh không chê ấy, thì anh có thể đến tiệm giặt ủi của tôi để mà làm việc, bao ăn ở. Nhưng mà làm việc phải hơi nhiều đấy, phải dùng nhiều sức. Vậy thì tôi muốn một bản hợp đồng lao động rõ ràng, công việc bản cụ thể và tỉ mỉ, cộng thêm... Stop! Tôi nói cho anh biết này, cái tiệm giặt ủi của tôi ấy, nó chỉ là một tiệm giặt ủi nhỏ thôi. Được, thế anh làm, còn không được ấy thì thôi, tôi đi nhá, bye bye. Tôi làm. Ê, thế căn nhà này của anh ấy là anh chỉ bán mỗi căn nhà thôi đúng không? Còn những cái thứ khác ấy là anh không bán. Thứ khác là thứ gì? Này, dừng xe lại. Chuyện gì nữa? Này, cô nhất thiết phải làm như thế không? Tôi nói cho anh biết nhá, tiết kiệm ý là đức tính tốt đấy. Bây giờ là tôi đang giúp đỡ anh thôi. Mà bây giờ anh chuyển qua ở với cả cái chỗ nhà tôi rồi, thì đằng nào mà anh chẳng cần phải sắm đồ mới cơ chứ. Có gì đâu. Thì cứ chấp nhận mấy thứ như thế đi. Nhưng mà thế tại sao lại cô lại mang hết quần áo của tôi, mang qua tiệm Sida bán cho họ, rồi bắt tôi phải mặc những thứ như này? Thì bây giờ anh thử suy nghĩ xem, anh sang nhà tôi ở ấy là chăn ga giường nệm rồi đồ dùng cá nhân là anh phải mua mới hết đúng không? Mà quần áo hiệu ấy thì bây giờ anh đâu có dùng, vừa để đấy á chật chỗ rồi bất tiện, có làm được việc gì đâu. Tôi bán đi giúp anh á là may cho anh đấy. May mà là tôi bán nhá thì cái giá của anh ấy nó còn cao cao hơn một chút đấy, có tiền còn gì. Đúng là hết nói nổi cô luôn đấy. Tôi thật không ngờ là có người nghèo như thế luôn đấy. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ ấy, có khi là còn nghèo hơn ở tôi đấy. Mà để cho anh ra đường một mình ấy là kiểu gì cũng bị lừa ngay. Mà nếu mà người ta không lừa thì có khi tệ hơn nữa là bị bắt cóc đi đấy. Này, tôi không phải trẻ con đâu mà tôi dễ bị lừa như thế. Đường đường người ta tôi từng là chủ tịch công ty lớn đấy. Vâng, anh là chủ tịch của công ty lớn nên là cái tầm nhìn của anh ấy nó chỉ là từ mặt đất rồi trở lên thôi. Còn tôi đây này, 5-6 tuổi đã bị ném ra ngoài đường, sẽ phải lăn lội kiếm sống. Cái tầm nhìn của tôi ấy, nó phải gọi là sâu còn hơn cả cái đáy của xã hội nữa, anh hiểu chưa? Mà đấy, suýt chút nữa ở tiệm đồ Sida là tôi đã thấy anh bị bọn nó thôi miên rồi đấy. May mà có tôi giúp. Với cả bây giờ ấy, anh nên nhớ anh là lao động tay chân, anh mặc đồ hiệu trên người làm gì. Nếu mà đi ra ngoài gặp mấy bọn cướp á, anh có nói anh là người bình thường á, chúng nó không tin đâu. Thế nào, bây giờ đi tiếp được chưa? Rồi. Mệt cả người, ngồi cho chắc vào đấy. Tôi nói thật, may mà anh gặp tôi tốt bụng, chứ không á, gặp phải người khác, chẳng ai có tuyển công từ bột như anh làm đâu. Ngồi chắc vào. Anh xem qua bản báo cáo cấp dưới chưa? Để còn triển khai. Bình tĩnh, việc gì phải vội. Cái gì? Thời gian của một doanh nghiệp là vàng là bạc. Anh xem một bản báo cáo ít cũng mất 7 ngày. Anh cứ nhìn này chẳng mấy chốc SVM sẽ phá sản đấy. Công ty này là công ty của tôi. Việc này là việc của tôi làm. Này, cô chỉ là thư ký thôi mà dám nói như vậy với tôi à? Tôi biết hết tất cả mọi chuyện mà anh làm đấy. Uy hiếp nhau à? Biết thì làm sao? Tôi mà bị bạch trần ấy, cô cũng không thoát được đâu. Trước kia anh hứa với tôi như thế nào? Anh nên giữ đúng lời hứa của mình đi. Cô nên nhớ này, tìm một người thất lạc nó khó như thế nào. Mà đã hơn 20 năm rồi, từ lớn đến bé, cô phải hiểu nó khó tìm như thế nào chứ. Nếu mà tìm người dễ như thế thì việc gì tôi phải đánh đổi về đây làm việc với anh? Cô yên tâm, nhất định là tôi sẽ tìm được. Đợi thêm một thời gian nữa đi. Anh nên giữ đúng lời hứa của mình đi. Nói để cho anh biết, tôi bây giờ không còn gì để mất cả.
tôi không sợ đâu. Đúng là phụ nữ quá chiều mà. Được, để xem cô làm gì tôi. Bố mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ cho con, để con tìm thấy được đường xa. Này, cô cần thiết phải kỹ này không đấy? Tôi thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Kỳ kỳ là kỳ kỳ như thế nào? Bây giờ ấy, anh phải che chắn kỹ càng lại. Không á, tí nữa đi ra ngoài đường xong rồi anh bị say nắng thì làm sao? Giống như mấy hôm trước ấy, có mỗi cái việc giao hàng thôi, thế mà cũng mất xỉu. Xong rồi á, tốn tiền của tôi mua thuốc cho anh thôi. Bây giờ ấy, anh phải che chắn kỹ càng như thế này này. Do tôi chưa quen, từ từ rồi tôi sẽ quen. Thôi được rồi, thế bây giờ anh đã nhớ đường chưa? Nhớ rồi. Nhớ rồi thì đi đi. Đi nhanh mà về đấy. Này, thế hôm nay tôi đúng giờ không? Đã thế cũng không lạc đường. Tốt lắm, như thế thì tối nay tôi sẽ nấu mấy cái món ngon cho anh ăn. Này, cô có thể bơm cho tôi ít đạm được không? Cả tuần vừa rồi tôi toàn ăn rau với cả ăn cá. Thôi được rồi, tối nay tôi sẽ nấu cho anh trứng chiên cà chua. Sao? Hết món canh trứng, rồi đến trứng chưng, trứng sốt cà chua, trứng tráng. Tôi nói thật nhá, nhắc đến trứng thôi ấy mà tôi đã cảm thấy tôi đầy hết cái bụng rồi đấy. Ồ, ăn trứng ấy có nhiều vitamin, bổ chứ làm sao. Ồ. Alo, tiệm giặt ủi Tường Sang xin nghe đây ạ. Dạ. Ờ, nhân viên của tôi giao nhầm cho chị ạ. Dạ vâng, tôi xin lỗi chị nhiều ạ. Bây giờ nhân viên của tôi sẽ giao lại cho chị ngay đây ạ. Dạ vâng, mong chị thông cảm nhá. Trời đất ạ, có mỗi cái việc đấy thôi mà anh làm cũng không xong nữa. Tại sao anh lại giao quần áo nam cho khách nữa hả? Thì tôi thấy trong cái túi đấy có một con gấu bông màu nhỏ, thì không phải là của khách nữ à? Anh hỏng ở đâu ra đấy? Bây giờ ai có cái quy định là khách nữ ấy thì phải thích gấu bông không hả? Bây giờ khách nam người ta thích thì làm sao? Thôi anh đừng có nói nhiều nữa, bây giờ anh mau đi đổi lại hàng cho tôi, anh hiểu chưa? Khách người ta bận bịu bận trăm công nghìn việc, người ta mới không đến tận nơi, rồi người ta trả thêm tiền để mà mình ship cho người ta, thế mà bây giờ anh lại còn giao nhầm được nữa. Thực sự là tôi quá thất vọng với anh rồi đấy. Cô đấy, lần sau cô bảo khách kiểm tra hàng ở nhà ấy, đây để bắt nhân viên đi đi lại lại như thế. Anh làm sai thế mà anh còn đổ lỗi cho khách được à? Tối nay đến vỏ trứng anh cũng không có mà ăn đâu, đi trả lại hàng nhanh lên. Còn cô đấy, đường đường chủ quán tiệm giặt như này, đến thịt không có cho nhân viên ăn, đòi. Tôi có thể mua được hay không ý, đấy là việc của tôi. Nhưng mà cái quan trọng là tôi có muốn mua hay không, anh hiểu chưa? Bây giờ ấy, tôi phải tiết kiệm để tôi có mở chi nhánh thứ hai nữa chứ. Anh không biết cái kiểu tích tiểu thành đại à? Bực cả mình. Trời ạ, sao mà lâu về thế nhở? Chẳng nhẽ là hắn ta dỗi rồi? Bởi vì buổi trưa mình chửi nặng lời quá nên là bây giờ dỗi, bỏ nhà không thèm về nữa luôn à? Nhưng mà làm sao mà thế được cơ chứ? Bình thường ấy mình còn chửi nặng lời hơn, hắn ta cũng có làm sao đâu nhở? Khách hàng thì bảo là giao hàng xong rồi, thế mà giờ này mất nguyên cả một buổi trưa rồi cũng chưa chịu về nữa. Lo lắng quá. Có khi nào hắn ta lại lấy luôn cái xe của mình rồi đem đi bán lấy tiền không ta? Ôi không được, không được rồi. Long ơi là Long, tôi nhá, là tôi cho anh 5 phút nữa, nếu mà anh không về ấy, thì anh chết chắc với tôi. Làm sao đây? Trời đất ơi, cái xe của tôi.
nghe đi. Có chuyện gì xảy ra đấy? Tôi đi trên đường trả quần áo cho khách xong, quay về ở chỗ đấy nó có tai nạn. Thế là ùn tắc giao thông, cảnh sát đến dẹp đường, chỉ tôi đi sang hướng khác. Mà có biết rồi đấy, tôi có biết đi đường khác đâu. Đường tôi chưa thuận, thế là tôi đi theo người khác. Quanh đi quật lại cái, đã ra vùng ngoại ô rồi. Cứ cho là như thế đi. Thì anh gặp tai nạn, nhưng mà bây giờ anh giải thích cho tôi, tại sao cái xe của tôi nó lại tồi tàn như thế? Điện thoại của tôi hết pin. Thế là tôi vừa mải đi vừa mải xem điện thoại. Tự nhiên thế nào con chó chạy sang đường, đâm vào nó, ngã cả người lẫn xe. Bình xăng bị đập xuống đất, chảy hết cả xăng ra. Tôi phải hỏi người lạ mới mò về đến đây đấy. Này, tôi hỏi anh nhá, anh có biết là tôi vừa đi sửa cái xe ấy, hết bao nhiêu tiền không? 1.050.000. Mà cái xe của tôi mua là 3 triệu. Thế bây giờ là tôi đi sửa xe hết bao nhiêu tiền rồi? Xe của cô tàn lắm rồi đấy. Không có tôi, nó sớm muộn thì nó cũng hỏng thôi. Này, thế tại sao lúc mà tôi đi thì không bị làm sao cả, còn lúc mà anh đi thì nó lại xảy ra vấn đề như thế chứ? Thôi, anh bôi bông băng thuốc đỏ vào đi. Bôi xong thì còn ăn cơm. Ủa công, hôm nay tôi nấu cho anh con cá nữa. Này tôi bảo, hôm nay tôi sẽ đem mấy cái đống đồ này để đi giao cho khách. Còn anh ở nhà, nếu mà có khách vào thì anh cứ nhận hàng. Sau đó ấy, có gì quan trọng cứ ghi chú hết lại cho tôi, nhớ chưa? Còn cái gì không hiểu nữa thì gọi điện hỏi tôi. Tôi bảo làm cái gì thì làm cái đấy. Còn cái thùng đồ tôi để sẵn ở kia kìa, chỗ đấy là quần áo tôi đã sấy xong rồi. Bây giờ anh chỉ cần mang ra ngoài này, xài là cho nó phẳng. Tí nữa khách đến lấy luôn đấy nhá. Ok, tôi biết rồi. Anh làm việc cho đàng hoàng tử tế vào. Nếu mà còn sai phạm nữa ấy, thì đừng có trách tôi. Tôi đã bảo tôi biết rồi mà. Cô cứ phải lo vải ba cái áo. Tôi đi trước đây. Vải ba cái đống quần áo này, thằng Long mà không làm được, làm sao mà điều hành được cả cái công ty to đùng. Ôi giời. Anh Giai, em chào anh ạ. Anh là chậm. Anh muốn giặt khô giặt. Người quen. Đó là chủ tịch FVM à? Tưởng là ai? Bây giờ đi làm thuê cho cái tiệm giặt là. Anh lấy cái tư cách gì mà anh vẫn xuất hiện ở đây vậy? Tao rất hả hê và rất là vui vẻ khi mà mày lâm vào đường này. Đây là viễn cảnh tao luôn mơ ước. Giờ nó thành hiện thực rồi. Tôi không hiểu. Tại vì sao ấy mà ngày xưa anh lại phản bội tôi? Tôi sống chưa đủ tốt với anh à? Tốt á? Mày đang tương hại tao đấy à? Mày thì có cái gì nhở? À, được cái sinh ra ở vạch đích. Còn tao phải lăn lê bò trườn mãi mới ngồi được vào cái ghế giám đốc. Tao thấy không công bằng. Vậy thì anh có chứng kiến bố mẹ của tôi ngày đêm thức khuya dậy sớm, đầu tư thua lỗ, khởi nghiệp thất bại. Tôi chỉ đang nhận lại những gì mà bố mẹ tôi để lại cho tôi. Anh lấy cái tư cách gì mà anh nói như thế? Này, mày nghĩ ông bà già mày có tài sản giờ dựa dẫm à? Anh đến đây đòi công bằng, tôi cho anh công bằng. Và lại, toàn bộ tài sản mà bố mẹ tôi để lại cho tôi là tài sản cá nhân, không liên quan đến ai khác, không ảnh hưởng đến ai cả. Thế cho nên ấy, tại vì sao anh lại đứng đây nói chuyện với thái độ bức xúc vậy? Cái thằng ngu như mày không biết giữ thì kiểu gì cũng thuộc về tay tao. Đúng. Tôi ngu ngốc. Tôi ngu ngốc khi tin tưởng một người bạn như anh đấy. Tốt nhất bây giờ ấy, biến khỏi đây đi. Này, hôm nay tao đến đây không phải để cãi nhau tay đồ với mày. Một cái thằng thấp kém, mỗi cái tiệm giặt ủi thôi mà. Thế mà cũng lớn tiếng à? Hả? Thình tường à? Giặt ủi thì làm sao? Ơ giời. Bà chị, bà chị là chủ cái tiệm này à? Đúng vậy. Hai người có chuyện gì ở đây đây? À, thưa chị, là có việc này. Nhân viên bên tôi ấy đã cũng gọi điện cho chị rất là nhiều lần, muốn trao đổi cho chị về cái việc quy hoạch cái ngôi nhà này, để sắp tới ấy, cái chỗ đất này nó sẽ thành một khu đô thị. Dừng lại. Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi?
Tại sao cô không chấp nhận ký vào giấy đền bù đất để chúng tôi thi hành công trình cho nhanh nhỉ? Với cái số tiền đấy thì gọi là đền bù đất hay là đang bắt ép người khác đấy? Này, cô đừng có mà mạnh miệng. Cô không biết công ty chúng tôi lớn như thế nào đâu. Tôi đến đây hỏi han cô là tôn trọng cô quá rồi đấy. Chỉ cần một tiếng của tôi thôi, cô tin cả chỗ này ngày mai cô thành bãi đất trống không? Hả? Nếu mà không có việc gì khác thì tôi mời anh đi về. Chứ tôi cũng không có rảnh, không có thừa thời gian để mà đứng đây nghe anh uy hiếp đâu. Mời anh về cho. Anh ta chính là người cướp công ty của tôi đấy. Loại người như hắn ta, thế mà anh vẫn xem hắn ta là bạn được. Anh cứ để yên đấy cho tôi. Này, cô thuê nó à? Biết nó là ai không? Hắn ta là ai không có quan trọng. Đã là nhân viên của tôi thì tôi đều có trách nhiệm. Đúng rồi. Chó. Chỉ đi với chó thôi. Anh hay thật đấy. Mở miệng ra là chó này chó kia. Bảo sao ấy, anh cũng chỉ là một cái tên lừa người, đi lừa đảo người khác thôi. Chứ còn để cho anh tự làm ấy thì chắc chắn là cũng chẳng nên cơm cháo gì rồi. Cô. Cô cái gì mà cô. Nếu mà anh muốn ở lại đây để giặt quần áo thì tôi sẽ tiếp. Bởi vì tôi chẳng bao giờ chê tiền cả. Nhưng mà nếu mà anh muốn ở lại để mà giặt cái khác thì cũng được thôi. Giặt cái khác? Giặt cái khác là giặt cái chi? Là giặt cái nhân cách của anh đấy. Tôi thấy nhân cách của anh nó còn bẩn hơn cả bộ quần áo mà anh đang mặc nữa kìa. Nếu như anh động vào Tường San ấy, tôi sẽ không đứng im đâu. Chúng mày đợi đấy. Đợi đấy. Anh to xác như thế mà bảo chúng tôi đợi á? Để xem anh làm được cái gì. Còn anh nữa, anh làm sao đấy? Hắn ta đã cướp công ty của anh, xong rồi sỉ nhục anh như thế. Thế mà anh cũng chẳng nói được câu nào tử tế cả. Toàn nói một cái lời tào lao thôi. Chẳng hiểu là anh nghĩ cái gì. Tính tôi không quen mắng mỏ người khác. Thế không phải là mấy cái ông ấy càng to càng cao, làm mấy cái chức quan trọng ấy là hay mắng mỏ nhân viên lắm à? Mắng nhiều ấy, chỉ làm cho nhân viên gây ra chán nản hơn thôi. Này, anh nói như thế tức là ý của anh đang nói tôi đấy à? Đâu có đâu. Mà việc tôi giao cho anh như thế nào rồi? Tôi bảo anh ủi quần áo đấy, ủi đến đâu rồi? À, quần áo. Mà đấy, nói xong ấy tôi mới để ý, hình như là có cái mùi gì khét khét. Long ơi là Long. Tôi dạ, em thành thật xin lỗi anh ạ. Nhất định là bọn em sẽ đền bù cho anh chiếc áo này. Mong là anh sẽ thông cảm cho bộ quán bọn em ạ. Thông cảm à? Tôi không hiểu các người làm việc kiểu gì luôn. Tôi biết ngay mà. Cái quán của tôi là có khi nó cũng sớm bị dẹp tiệm vì anh đấy. Tôi xin lỗi. Mà kiểu gì chẳng có chuyện tôi làm đúng. Chuyện ăn hay là chuyện ngủ, tôi thấy là chỉ có mấy cái chuyện đấy là anh làm mới tốt thôi. Cô điều tra ra xem con Danh đấy là ai, có ai chống lưng mà nó bướng như vậy. Tôi biết rồi. Đi đây. Alo. Mấy em côn đồ đấy à? Dạo khỏe không? Sống tốt chứ? Tôi có chuyện muốn nhờ mấy anh em đây. Bọn này lúc nào cũng khỏe. Giang hồ nói thẳng, đừng vòng vo. Tốt. Tôi muốn nhờ anh em phá hộ tôi một tiệm giặt ủi, để khiến nó không làm ăn được gì nữa. Sao? Làm được không? Đơn giản thôi, giá cả thế nào? Khỏi phải lo đi. Tiêu tiền không phải nghĩ. Nhá. Tôi chào cô. Tôi không biết là cô cách nào có thể giúp tôi có thể cứu lại được tiệm giật ủi khỏi quy hoạch được không? Hôm nay tôi gọi cô đến đây cũng vì chuyện này thôi. Thôi được rồi, vậy thì cô nói ra điều kiện của mình đi. Tôi không tin là cô lại giúp tôi mà không cần một điều kiện gì cả. Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ thôi. Đấy là hôm nay cô hãy trả lời thành thật tất cả những gì tôi chuẩn bị hỏi bây giờ.
tôi cũng phải xem là cô định hỏi cái gì đã chứ. Nhưng mà được rồi, cô cứ nói đi. Gia đình cô ở đâu? Bố mẹ của cô tên là gì? Tại sao cô lại hỏi tôi những điều đấy? Thì cô cứ trả lời tôi đi. Tôi là trẻ thất lạc từ nhỏ rồi. Thế cô có nhớ là cô có anh chị em hay đặc biệt là chị gái nào không? Có chứ, về phần này thì lúc nào tôi cũng luôn nhớ. Tại sao cô lại luôn nhớ? Bởi vì đơn giản thôi, chị gái của tôi là nguyên nhân chính khiến tôi bị thất lạc như ngày hôm nay. Chị gái của cô là nguyên nhân sao? Cô có thể chia sẻ cho tôi biết chuyện đó được không? Có gì đâu mà không chia sẻ được, dù sao ấy cũng là chuyện quá khứ rồi mà. Câu chuyện ấy là lúc mà tôi còn nhỏ, ở trong gia đình thì tôi được bố mẹ yêu thương hơn. Và rồi một lần giữa tôi với bà chị của tôi tranh giành đồ chơi với nhau, nhưng mà bố mẹ lại bênh tôi hơn. Vậy là chị tôi mới bảo tôi là đi ra ngoài đường đi, rồi chị tôi sẽ mua bong bóng cho tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời chị đi theo, nhưng mà sau đấy thì chị của tôi đã bỏ đi mất. Thế rồi sau đấy, tập đấy cô sống như thế nào? Bố mẹ của cô không đi tìm cô sao? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ là họ cũng đi tìm tôi chứ. Nhưng mà tôi không có đủ may mắn để đợi được đến lúc đấy. Và rồi tôi gặp một người, người ta bảo là tôi cứ đi theo người ta sẽ tìm lại bố mẹ cho tôi. Nhưng mà thực ra là không phải. Họ là người ở trong đường dây bắt cóc trẻ em, rồi bắt trẻ em phải đi ăn xin. Nếu mà hôm nào xin được nhiều ấy thì được ăn cơm, còn hôm nào mà không xin được thì phải nhịn đói. 5 năm mà tôi ở đấy nó như là địa ngục vậy. May mắn thay là một thời gian sau ấy, công an đã tìm được ra đường dây đó và triệt phá nó đi. Và rồi như đứa trẻ như tôi được đưa đến trại trẻ mồ côi. Tôi cũng được một đôi vợ chồng già hiếm muộn họ nhận nuôi. Nhưng mà sau một thời gian thì họ cũng ly dị. Lúc đấy tôi đã 15 tuổi và không có một nơi nào nương tựa được. Nhưng mà cũng may mắn hơn là tôi cũng được gia đình đấy cho đi ăn học tử tế đàng hoàng, biết là con chữ. Sau khi mà ở một mình rồi ấy, thì tôi làm đủ các nghề. Tôi đi ra công viên bán hoa dạo, làm phục vụ, làm nhân viên, làm lao công, nghề nào tôi cũng làm. Sau một khoảng thời gian thì tôi có thể tích góp được một khoản tiền, rồi bây giờ là mở được tiệm giặt ủi. Đấy là hiện tại đấy. Cô không cảm thấy ngại khi chia sẻ với tôi toàn bộ chuyện này? Tôi còn tưởng là chị hỏi tôi mấy chuyện gì ghê gớm, chứ còn những chuyện này chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà. Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, cũng đã qua lâu rồi. Tôi cũng không biết là nguyên nhân chị hỏi những điều này để làm gì, nhưng mà đấy cũng chỉ là quá khứ của tôi mà thôi. Tôi là một con người biết sống cho hiện tại, nên là nếu mà quá khứ của tôi có thể đánh đổi được để mà giúp tôi có được một hiện tại như bây giờ thì tôi cũng sẽ không ngại để mà chia sẻ đâu. Cảm ơn cô đã chia sẻ với tôi toàn bộ chuyện này. Tôi chắc chắn sẽ giúp cô giữ lại tiệm giặt ủi của mình. Chị đừng có khóc nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Long cũng đã kể với tôi những chuyện mà chị đã làm. Long có thất vọng về Đức, nhưng mà riêng chị thì Long cũng có thể biết được là cách mà chị làm việc, rồi cách mà chị cư xử trước đây, chị không phải là một người có thể đổi trắng thay đen như vậy được. Tôi cũng không biết là nguyên nhân gì mà lại khiến chị phải hành động rồi cư xử sai trái như vậy. Nhưng mà bây giờ chị vẫn chưa lún sâu, thì tôi mong là chị có thể suy nghĩ lại và đừng có lún sâu vào những việc sai trái như vậy nữa. Tôi xin phép. Không ngờ bao nhiêu công sức bấy lâu nay tìm kiếm, tôn xa lại ở gần mình đến như thế. Tôn xa luôn, chị có lỗi với cả em. Em của chị trải qua sóng gió như thế, nhưng vẫn là một người tốt. Vậy chị có lý do gì giúp cho tên Đức kia thực hiện nhiều chuyện sai trái như vậy? Em yên tâm, chị bằng mọi cách sẽ bảo vệ được thành quả lao động bao nhiêu năm của em. Anh đã bảo là không làm hỏng quần áo. Này, các anh làm trò gì đấy? Tại sao lại đứng đây gây gổ trước quán của tôi hả? Ba chủ tiệm này rồi, giờ như thế nào nhỉ? Cái thằng này nó làm hỏng quần áo của tôi, tính như nào nhỉ? Quần áo của các anh ấy tôi không cầm, với lại là nó bay màu với rách sẵn rồi. Mày làm hỏng cái mày kiếm cớ đúng không? Được,
ông và ông Đồng đang cái tiệm mà ra. Này, tôi cấm ngay đi vào trong. Vô. Này. Đâu. Con ơi. Anh Long. Đủ rồi. Hôm nay đây là đủ rồi. Và tao tuyên bố chúng mày biết nhá. Chúng mày không khôn hồn mà ký vào cái quy hoạch giải tán cái diệm mà giặt rách này của chúng mày nhá. Tao cho hai đứa chúng mày khỏe quạt điên xin luôn. Về mày. Anh Long, anh mau tỉnh dậy đi anh Long. Alo, này, cô ơi, cô cho tôi một xe cấp cứu đến ngay tiệm giặt ủi của Thường San nhá. Dạ vâng, đúng rồi, ở đường 2.3 ấy. Dạ, vâng, nhanh giúp tôi nhá. Anh Long, anh mau tỉnh dậy đi. Nếu mà anh tỉnh dậy được thì tôi hứa với anh là từ nay tôi sẽ không kibo về đồ ăn với anh nữa. Tôi sẽ cho anh ăn ngon hơn. Anh Long, mau tỉnh dậy đi. Anh Long, mau tỉnh dậy. Mình phải tìm thấy được những tài liệu lừa đảo của Đức thì mới có bằng chứng buộc tội anh ta. Anh ta đã dần mất tin tưởng của mình rồi. Còn quá nhiều thời gian nữa. Anh ta để ở đâu nhỉ? Chỗ này có khóa nữa. Chẳng nhẽ ở trong đây. Đúng rồi, những hợp đồng giả và những giao dịch bất chính đều ở đây. Chúng ta giấu hết ở đây. Nhanh chóng chụp lại. Anh đã thấy trong người đỡ hơn chưa? Chỉ hơi đau đầu thôi. Cũng may ấy, là anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Chứ nếu không á, là bây giờ anh đi đời rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi là được rồi đấy. Phải chi lúc đấy mà cái gậy đập mạnh hơn một chút, có phải là bây giờ tôi không phải ngồi đây để cô mắng chửi tôi vụng về nữa không? Thôi đi, tôi đâu có độc ác như thế đâu. Nhưng mà dù sao ấy, cũng cảm ơn anh. Nhờ có anh đã đỡ cho tôi nên là tôi mới không bị làm sao. Chứ nếu không ấy thì bây giờ người nằm ở đây chắc là tôi rồi. Không có gì đâu. Dù sao thì cô cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ có cô cho tôi công ăn việc làm, tôi mới nhanh chóng có thể quen lại với cuộc sống ấy. Không, tôi nghĩ là tôi sẽ mất một thời gian khá lâu để có thể trở lại được bình thường. Mà tôi cũng muốn hỏi anh, tại sao lúc đấy anh lại chạy lao ra rồi đỡ cho tôi như thế chứ? Dù sao thì anh cũng biết là cái vết thương như thế nó sẽ rất là đau. Sao anh không cảm thấy sợ à? Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ là tôi không thể để cô chịu cái gậy đấy vào đầu được. Thôi được rồi. Mà này, hôm nay tôi có mang cháo cho anh đấy. Đây nhá, là cháo hải sản đấy. Nên là từ bây giờ anh đừng có bảo là tôi keo kiệt với anh nữa. Ăn đi. Cảm ơn cô nhé. Lát về nhớ mang theo ô này. Sao anh biết là ngoài trời đang mưa?
Ngày bình thường ấy, cô bảo tôi ra ăn là tôi phải ra. Chứ hôm nay cô mua cháo cho tôi là tôi biết rồi. Này, thế thì anh có ăn không? Không ăn thì trả lại cho tôi. Ăn chứ, cô mua cho tôi mà. Alo, chơi đi. Tại sao anh cho cô bắt Tường San? Hả? Tại sao anh lại cho công an bắt Tường San? Em đã làm gì để bị như thế? Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì chả bị bắt. Bằng chứng đâu? Bằng chứng tự mình tạo ra. Nhân chứng bằng chứng tôi có đủ. Anh! Tại sao anh không bàn bạc với tôi mà tự ý làm như thế? Bàn bạc với cô á? Bàn bạc với cô để cô phản tôi à? Đừng tưởng tôi không biết chuyện. Tường San là em gái của cô. Sao anh biết được chuyện này? Cô cũng chỉ là con cờ của tôi mà thôi. Mà đã là con cờ thì biết con cờ của mình đi như thế nào. Từ ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa. Tôi đã tuyển được thư ký mới rồi. Cô phản bội thằng Long thì kiểu gì cô cũng cắn lại tôi thôi. Nghe này, sao? Xinh đẹp, năng lực thì hơn cả cô. Mà nhá, chính tay tôi tuyển cơ. Tin tưởng cô gấp trăm gấp ngàn lần đấy. Nếu như tố cáo vậy, mình không thoát được tội. Làm sao? Mình còn phải làm thủ tục chuyển tài sản của mình cho Tường San nữa. Cho nên tìm cách mình oan Tường San đã. Ít nhất thì Bành vẫn chưa biết được mình đã nắm được bằng chứng lừa đảo của anh ta. Theo như thỏa thuận, tôi sẽ trả trước cho hai người 30%. Xong việc trả nốt. Làm sao mà như thế được? Rõ ràng là ban đầu anh đã nói với chúng tôi chỉ cần ra công an tố cáo là sẽ nhận được 50% cơ mà. Chị biết thừa làm việc gì nó cũng có sơ suất mà. Với cả là tống cổ cô ta lên đồn công an nhiều quá. Tôi biết hai người có ăn chặn tiền của tôi không? Với cả 50% tiền công là quá nhiều rồi. Nhưng mà lúc đầu anh không hề nói với chúng tôi rằng công an sẽ vào cuộc gắt gao như vậy. Anh nói rằng sẽ lo lắng cho bọn tôi đầy đủ bằng chứng. Bọn tôi chỉ cần ra công an để tố cáo mà thôi. Tôi có nghĩ là cái chuyện nó xảy ra như thế đâu. Bây giờ phóng lỏng vì theo lao thôi. Bây giờ hai chị muốn nghỉ cũng không được cơ. Nếu như mà còn nhiều chuyện phát sinh như thế này ấy, tôi đề nghị là sửa hợp đồng và tăng thù lao so với ban đầu. Đúng vậy. Được rồi, tôi cam đoan khi nào hai người làm xong việc tôi giả hết, giả sạch, được chưa? Được, trước mắt cứ như vậy đã. Alo, tôi đã thanh toán tiền cho anh rồi đấy. Rất cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho tôi. Ok. Tưởng sao đang bị công an tạm giam rồi mà anh vẫn ngồi đây để ủi quần áo à? Tôi cũng muốn đi với Tường San, nhưng mà tôi không được vào đấy. Trước khi Tường San vào ấy, Tường San đã dặn dò tôi là tôi phải giữ gìn thật sạch cái quán tiệm giặt là này. Và cái thứ hai ấy, là không thể mất uy tín với khách. Nhưng mà nói thật nhá, là tôi vẫn lo cho cô ấy. Mà này, cô làm gì ở đây đấy? Tại sao tôi lại trả lời cô? Thì tôi đến gọi anh đến cứu Tường San. Cô nói thật chứ? Tôi đã bị cô lừa một lần rồi, nên tôi không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Vậy thì anh hãy chịu khó lắng nghe một chút. Tôi sẽ kể cho anh toàn bộ câu chuyện. Cô nói đi. Thì ra câu chuyện là như vậy.
cô chính là người chị thất lạc của Tường San. Nhưng cũng là cô là nguyên nhân gián tiếp để cho Tường San phải lưu lạc đến nơi đây đấy. Phải, chính vì thế nên tôi không còn đủ tư cách để đến gặp em ấy. Nhưng tại vì sao cô không tới gặp Tường San? Tường San có quyền được biết mà. Chắc chắn sau khi tôi phải chịu lại tất cả những gì mà tôi đã làm ra, tôi sẽ đến nhận Tường San. Toàn bộ số tài sản của tôi và của bố mẹ tôi để lại trước khi qua đời, tôi đã sang tên cho Tường San rồi. Nhưng tôi biết em rất quý tiệm giặt là này và không nỡ bỏ nó, nên tôi muốn hỏi anh một chuyện. Cô hỏi đi. Anh có thật lòng thích Tường San không? Tại sao cô lại hỏi như thế? Thì tôi cũng chỉ là muốn biết xem chỗ dựa của em tôi có chắc chắn hay không. Nếu anh thật lòng thích nó, tôi rất mong anh sẽ yêu thương, chăm sóc con bé và thổ lộ với nó. Còn tôi sẽ ra đầu thú, vạch mặt tên Đức, trả lại tự do cho Tường San và trả lại công ty FM cho anh. Thế nếu như tôi không ở bên cạnh Tường San, cô có trả lại công ty FM cho tôi không? Thì tất nhiên là tôi vẫn trả lại công ty FM cho anh rồi, vì nó vốn dĩ là của anh mà. Nhưng nếu anh không thích con bé, tôi mong sau chuyện này trở về công ty hai người sẽ không dây dưa với nhau nữa. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ làm như thế. Nhưng tôi đã sớm nhận ra tình cảm của mình dành cho Tường San, và điều này tôi sẽ sớm nói cho Tường San thôi. Vậy thì tốt. Anh và Tường San không phải lo đâu. Tất cả mọi chuyện cứ để tôi lo. Còn bây giờ đóng cửa tiệm giặt là lại một hôm đi, chúng ta đến đón Tường San. Còn nữa, tôi mong chuyện này anh đừng nói cho Tường San biết. Bao giờ tôi là một phiên bản trong sạch và hoàn hảo, tôi sẽ đến để nhận lại con bé. Được rồi, đi thôi. Anh Đức, anh đã bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả chứng cứ phạm tội và vu khống người khác, cố ý làm trái quy định của nhà nước về việc quản lý kinh tế và gây hậu quả nghiêm trọng. Mong anh hợp tác với chúng tôi video để làm rõ. Chào các anh nhé. Mà các anh nói cái gì đấy? Tôi không hiểu, tôi không có tội, tôi chẳng đi đâu cả. Bảo Linh, người làm tay dưới của các anh đã đầu thú và tiết lộ toàn bộ sự thật. Chúng tôi đã nắm đầy đủ bằng chứng của anh rồi. Bảo Linh à, cái con điên này. Mời anh cho tôi về đồn ạ. Ai? Về đồn á? Biết tôi là ai không? Chủ tịch FVM đấy. Các anh thử đụng vào người tôi xem. Dù anh là ai đi chăng nữa, anh cũng phải thượng tôn pháp luật. Nếu như anh không đồng tình đi theo chúng tôi, bắt buộc chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh. Mời anh. Mà này, anh đã làm cách nào để có thể thu thập được bằng chứng rồi giúp tôi thoát ra khỏi đây đấy? Không phải là tôi, là một người khác đấy. Người ấy là ai? Bây giờ thì tôi vẫn chưa tiết lộ được. Khi nào mà đến thời điểm thích hợp ấy, người sẽ tự tìm đến với cô. Và hơn nữa, họ có tặng cho cô một món quà đấy. Khi nào về nhà, cô nhớ xem nhé. Tò mò thật đấy. Mà này, tôi cũng hỏi luôn, tiệm của tôi ở nhà anh trông có tốt không đấy? Nếu mà anh trông không tốt nhá, là về nhà tôi không cho anh ăn thịt với cả cá nữa đâu. Đương nhiên là tốt rồi, họ còn khen tôi giặt sạch lắm đấy. Thật á? Thế mà tôi cứ đang chuẩn bị sẵn tinh thần là tiệm của tôi á, ở nhà nó tan hoang rồi cơ chứ. Nhưng mà tôi có một chuyện muốn nói. Có chuyện gì? Anh nói đi. Tôi sẽ quay trở về công ty. Tôi lấy lại được công ty rồi. À, hóa ra là vậy à? Thế thì chúc mừng anh nhá. Vậy thì sau này anh không cần phải ăn cơm với hạt rau nữa rồi. Ừ, đúng là trong suốt thời gian vừa qua ấy,
tôi vụng về, làm cái gì cũng hỏng. Nhưng mà ít nhất cô không nhẫn tâm để đuổi tôi đi. Thực sự tôi rất vui. Đương nhiên rồi, tôi á là người cực kỳ tốt. Anh gặp được tôi là hiếm lắm đấy nhá. Anh thử đi tìm xem ở trên đời này làm gì còn ai tốt hơn tôi cơ chứ. Tôi biết là bản thân mình khó tìm được người như cô. Nếu như mình còn chần chừ nữa, chắc là sẽ không gặp được cô nữa. Thế cho nên tôi muốn xin cơ hội để được làm quen với cô. Tôi thích cô. Hả? Trong suốt thời gian mà cô không ở tiệm ấy, tôi chợt nhận ra tình cảm của mình, tất cả những gì mà cô dành cho tôi ấy. Tôi thích cô mất rồi. Lúc nào tôi suy nghĩ về cô. Còn cô suy nghĩ về tôi không? Tôi cô chỉ cần trả lời một câu thôi. Cô chỉ cần trả lời tôi thôi. Trong một tuần vừa qua, cô có nhớ tôi không? Có. Vậy là đủ rồi. Chỉ cần cô có nhớ tôi một chút, vậy là tôi có thể cố gắng rồi. Anh đã bảo là em làm gì thì làm, không được bỏ bữa trưa cơ mà. Hôm nay khách đến dắt đồ nhiều quá anh ạ. Xong rồi lại còn ghi chú nhiều nữa, nên là em làm từ sáng đến giờ cũng quên mất đồ ăn trưa đấy. Nhở tay một tí thì có làm sao đâu. Nhân viên của em anh thấy sắp dã rời rồi kìa. Em biết rồi. Với cả mấy cái hợp đồng mà anh lo lắng dạo này như thế nào rồi, đã ổn thỏa chưa? Rồi, anh cũng bớt việc hơn rồi em ạ. Bây giờ anh sẽ có nhiều thời gian để chạy sang đây với em hơn đấy. Trời ạ, sao anh không ngồi đấy làm chủ tịch đi, không phải là sung sướng hơn à? Bây giờ anh cứ chạy sang tiệm giặt ủi rồi giặt đồ làm gì cơ chứ? Như thế này có vui đâu. Ở bên cạnh em là vui hết. Anh vào đây đợi em một chút. Chị đến giặt đồ à? Thế quần áo chị đâu để em mang đi giặt cho ạ? Tôi không đến để giặt đồ. Tôi đến để lại em gái của mình.